Việt Nam kết thúc chuyến thăm Nga, hoàn thành những nhiệm vụ quan trọng, nhiều dự án được ký kết cho một Việt Nam đổi mới. Các bạn thân mến, vừa qua, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn đã có chuyến thăm chính thức tới Liên bang Nga và hoàn thành những nhiệm vụ quan trọng. Hai bộ trưởng cùng nhau trao đổi về tình hình hợp tác Việt-Nga, bao gồm quan hệ chính trị, ngoại giao, an ninh, quốc phòng, kinh tế thương mại, đầu tư, năng lượng và dầu khí, đặc biệt là hợp tác phòng chống dịch COVID-19. Chuyến thăm đã kết thúc thành công khi có nhiều nội dung quan trọng đã được ký kết giữa hai nước Việt-Nga, kỳ vọng cho một Việt Nam đổi mới toàn diện về cả chất và lượng trong tương lai. Chi tiết những dự án và nhiệm vụ quan trọng được hoàn thành trong chuyến thăm Nga lần này sẽ có trong phần nội dung chính của video ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Sergei Lavrov, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có chuyến thăm chính thức Liên bang Nga từ ngày 25 đến 28 tháng 9 và kết thúc tốt đẹp. Trong đó, quan trọng nhất phải kể đến là sự hợp tác về phát triển kinh tế, quốc phòng, an ninh và phòng chống dịch COVID-19. Thứ nhất, về kinh tế, Việt Nam và Nga đã thỏa thuận thành công việc ký kết nhiều dự án quan trọng, trong đó có việc ký kết hợp tác phát triển kinh tế đầu tư giữa các doanh nghiệp đa quốc gia. Phó Thủ tướng Chernyshenko đã tiến hành buổi gặp và làm việc với Ngoại trưởng Việt Nam. Các bên thảo luận việc triển khai và mở rộng danh sách các dự án đầu tư ưu tiên Nga-Việt, dành quan tâm đặc biệt cho các biện pháp mở rộng hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực thương mại, kinh tế và ngân hàng, đặc biệt là dầu khí và lắp ráp ô tô. Ngày 28 tháng 9, trên tờ Sputnik của Nga đã có một bài viết với tiêu đề Bộ Ngoại giao Việt Nam không có gì có thể thách thức hợp tác với Liên bang Nga trong ngành dầu khí. Moscow và Hà Nội nhất trí tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty dầu khí của Nga làm việc tại Việt Nam, đồng thời công bố kế hoạch phát triển hợp tác quân sự, kỹ thuật và lắp ráp ô tô quy mô lớn. Động thái này là một nước đi an toàn vào thời điểm này, khi Trung Quốc luôn có hành động khiêu khích gây khó khăn cho các công ty Việt Nam khai thác tài nguyên trên Biển Đông. Nhưng khi có sự hợp tác với Nga thì Trung Quốc không thể hung hăng như vậy nữa. Biểu tượng cho sự hợp tác thành công của chúng ta là công ty liên doanh Vietso Petro. Chúng tôi rất hy vọng trong tương lai gần sẽ có thêm nhiều công ty thành công như vậy giữa hai nước chúng ta. Hợp tác dầu khí đã trải qua nhiều thử thách, tôi có thể nói rằng không có gì có thể đe dọa hoặc thách thức sự hợp tác của chúng ta trong lĩnh vực chiến lược này. Hai bên đánh giá cao tình hình hoạt động trong lĩnh vực dầu khí, đồng thời quyết định tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động hiệu quả của Gazprom, Zarubovnev và Novatek tại Việt Nam và Petro Việt Nam tại Nga. Theo Bộ trưởng Nga, các bên xác nhận ý định nhất quán xây dựng quan hệ hợp tác và thương mại kỹ thuật trong lĩnh vực an ninh quốc phòng. Chúng tôi nhất trí tạo điều kiện chuyển giao thực tế sớm nhất dự án tổ chức lắp ráp quy mô lớn xe Nga tại Việt Nam, ông Lavrov nói. Ông lưu ý rằng một trong số các ưu tiên của Nga là thực hiện các sáng kiến quy mô lớn trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông vận tải. Tại buổi gặp làm việc đã đặc biệt chú ý đến các biện pháp mở rộng hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực thương mại, kinh tế và ngân hàng. Ông Chernyshenko nhận xét rằng liên hệ Nga-Việt đang phát triển trong các lĩnh vực chính trị, thương mại, kinh tế, khoa học kỹ thuật và nhân đạo. Theo lời ông, các công ty công nghệ thông tin lớn của Nga, trong đó có Rostelecom, Kaspersky Lab và Yandex đang quan tâm đến việc phát triển hợp tác chuyên ngành với đối tác là Việt Nam. Trong đó, Rostelecom là tập đoàn nhà nước cung cấp dịch vụ và giải pháp kỹ thuật số lớn nhất của Nga với sự hiện diện ở tất cả các phân khúc thị trường, cung cấp cho hàng triệu hộ gia đình, tổ chức chính phủ và tư nhân của Liên bang Nga các sản phẩm, giải pháp công nghệ hàng đầu trong các lĩnh vực chính phủ điện tử, an ninh mạng, trung tâm dữ liệu, dịch vụ điện toán đám mây, sinh trắc học, y tế, giáo dục, nhà ở và dịch vụ tiện ích. Yandex, gã khổng lồ Internet, được cho là lời đáp trả của Nga khi cạnh tranh với Google, là công ty điều hành công cụ tìm kiếm và thu thập tin tức lớn nhất của Nga, cũng đang có ý muốn hợp tác với Việt Nam. Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko nhận định, tuy nhiên, chúng tôi cho rằng tiềm năng hợp tác của chúng ta vẫn chưa được khai thác phát huy triệt để. Bây giờ, điều quan trọng là chúng ta phải song hành, tiếp tục mở rộng khối lượng xuất khẩu và nhập khẩu sản phẩm, đẩy nhanh việc thực hiện các dự án đầu tư chung và tìm kiếm những điểm tăng trưởng mới. Mặc dù đại dịch COVID-19 đã gây tác động tiêu cực to lớn đến hoạt động ngoại thương toàn cầu nói chung, cũng như tình hình thương mại giữa Việt Nam và Nga, nhưng hợp tác thương mại giữa hai nước chúng ta vẫn phát triển rất tích cực trong năm 2020. Theo dữ liệu thống kê của Nga,
thương mại song phương giữa hai nước trong năm 2020 đạt 5,7 tỷ đô, tức là tăng 15,2% so với năm 2019. Xuất khẩu từ Nga sang Việt Nam đạt 1,6 tỷ đô, tăng 42,9%. Nhập khẩu hàng hóa từ Việt Nam sang Nga đạt khoảng 4 tỷ đô, tăng 6,9%. Năm 2021, giao thương giữa Việt Nam và Nga tiếp tục phát triển. Kim ngạch thương mại giữa hai nước trong 7 tháng của năm nay đạt gần 3,6 tỷ đô, cao hơn 23,9% so với cùng kỳ năm 2020. Đáng chờ đợi là trong năm 2021, trao đổi thương mại song phương giữa Việt Nam và Nga sẽ đạt khoảng 6,5 tỷ đô. Thứ hai, về vấn đề hợp tác quốc phòng an ninh. Hai nhà ngoại giao khẳng định, quan hệ hợp tác an ninh quốc phòng Việt Nam-Nga luôn là trụ cột và đã có những bước tiến rất mạnh mẽ. Nga và Việt Nam khẳng định kế hoạch đẩy mạnh hợp tác quân sự, bất chấp thực tế là Việt Nam đang đa dạng hóa nguồn cung cấp, nhưng lục quân, không quân và hải quân Việt Nam chủ yếu được trang bị vũ khí của Nga. Việt Nam cần nâng cao cảnh giác, Bộ trưởng Nga bày tỏ quan ngại rằng các ranh giới địa chính trị mới đang xuất hiện ở khu vực Đông Nam Á. Tham vọng địa chính trị của Bắc Kinh và đối thủ của họ đang khiến cho các đường phân chia địa chính trị mới xuất hiện trên thế giới. Bởi vì chính sách của Mỹ và các đồng minh của Mỹ ở châu Á tập trung chú ý vào kiềm chế Trung Quốc. Đồng thời, mỗi bên đều cố gắng tranh thủ sự ủng hộ của các cường quốc trong khu vực. Và nhìn chung, cuộc đối đầu như vậy có thể ảnh hưởng tiêu cực đến số phận của các quốc gia trong khu vực. Tất nhiên, chúng tôi mong muốn Đông Nam Á vẫn là khu vực hòa bình ổn định. Chỉ trong trường hợp như vậy, các nước ASEAN mới có thể phát huy hiệu quả và xây dựng được vị thế của mình. Tôi nghĩ rằng, trong trung hạn và dài hạn, căng thẳng sẽ gia tăng, và đây là một thực trạng khá đáng báo động. Giáo sư Kolotov tại Nga nói. Trong cuộc hội đàm các ngoại trưởng hai nước Nga-Việt cùng tập trung lưu ý tương tác trong lĩnh vực kiến tạo chính phủ điện tử, thông tin và an ninh mạng. Bây giờ, khu vực này đang trở nên quan trọng, tấn công mạng có thể vô hiệu hóa các cơ sở quan trọng và điều này thể hiện rất rõ hồi năm 2019 tại nhà máy điện ở Venezuela. Giáo sư Vladimir Kolotov giải thích rằng, sự cạnh tranh giữa các nền tảng công nghệ đang ngày càng gia tăng, mà những người làm việc trên một nền tảng nào đó, sử dụng một công nghệ nào đó, hoàn toàn bị công khai và không được bảo vệ trước những người tạo ra công nghệ này. Điều này cũng động chạm đến những người Việt Nam sản xuất và xuất khẩu thiết bị điện tử sử dụng công nghệ phương Tây. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov lưu ý rằng, Nga coi trọng việc đẩy mạnh xây dựng Trung tâm Khoa học và Công nghệ Hạt nhân tại Việt Nam và đảm bảo cho Trung tâm Nghiên cứu và Công nghệ Nhiệt đới Nga-Việt hoạt động ổn định. Trung tâm Nhiệt đới Nga-Việt tham gia nghiên cứu nhiều lĩnh vực khoa học và thực hành quan trọng, kể cả công nghệ sinh học. Dịch bệnh coronavirus cho thấy đây là lĩnh vực tương tác quan trọng giữa hai nước và là điều rất quan trọng Trung tâm phải tiếp tục phát triển. Một đối tượng quan trọng khác là Trung tâm Khoa học và Công nghệ Hạt nhân. Sớm muộn gì, Việt Nam cũng sẽ hiểu ra tầm quan trọng của hạt nhân hòa bình. Nhu cầu sử dụng điện đang tăng rất nhanh, năng lượng xanh không thể đáp ứng được nhu cầu này. Giá điện đang tăng cao khi chúng ta đều thấy rằng ở Trung Quốc và châu Âu đang xảy ra tình trạng mất điện liên miên. Việt Nam sẽ quay trở lại xây dựng dự án nhà máy điện hạt nhân mà nước ta đã từ bỏ trước sức ép của phương Tây trước đó để phát triển sâu rộng hơn. Cơ quan tùy viên quốc phòng là một bộ phận của cơ quan đại diện Việt Nam, có đóng góp rất quan trọng vào việc tăng cường củng cố quan hệ hai nước. Không chỉ trong lĩnh vực hợp tác quốc phòng, mà cả trong lĩnh vực khác như đào tạo hay vận động vaccine và vật tư y tế phòng COVID-19. Thay mặt cơ quan tùy viên quốc phòng, Đại tá Trần Tiến Phương, trưởng cơ quan, cảm ơn Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đã dành thời gian thăm cơ quan và động viên cán bộ. Khẳng định, cơ quan tùy viên sẽ cố gắng cùng cơ quan đại diện và với sự lãnh đạo của Đại sứ quán, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và quân đội đã giao phó. Từ trong chiến tranh cho đến thời bình, đa số vũ khí của Việt Nam đều được mua từ Nga. Hy vọng sắp tới, quan hệ an ninh quốc phòng Việt-Nga sẽ phát triển hơn nữa để Việt Nam ta giữ vững vị thế quốc gia có nền quân sự tiên tiến nhất Đông Nam Á. Và vấn đề quan trọng nhất trong chuyến công du này là hợp tác phòng chống dịch COVID-19, cung cấp và chuyển giao công nghệ vaccine Sputnik V. Chiều ngày 29 tháng 9, lô vaccine Sputnik V đầu tiên đã được công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vaccine và sinh phẩm số 1 và Biotech tiếp nhận tại Hà Nội. Liên bang Nga khẳng định sẽ tiếp tục ưu tiên cung cấp và chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine Sputnik V cho Việt Nam.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga ngày 27 tháng 9, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có buổi làm việc với lãnh đạo Quỹ đầu tư trực tiếp Nga về việc cung cấp vaccine, chuyển giao công nghệ gia công và sản xuất vaccine Sputnik V tại Việt Nam. Vaccine và chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine phòng COVID-19 là một trong những ưu tiên hàng đầu, chủ đề nóng trong các chuyến công du của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam trong thời gian qua. Việc sản xuất thành công vaccine Sputnik V tại Việt Nam cũng là kết quả của các nỗ lực ngoại giao từ cấp cao nhất cũng như của các doanh nghiệp với mong muốn tự chủ sản xuất vaccine phòng COVID-19, hướng đến chủ động trong chương trình miễn dịch cộng đồng các năm tới, chung sống an toàn với đại dịch trong trạng thái bình thường mới. Được biết, hiệu quả của vaccine Sputnik V là 97,6%, dựa trên phân tích dữ liệu về tỷ lệ nhiễm coronavirus ở những người tại Nga được tiêm chủng với cả hai thành phần của Sputnik V từ ngày 5 tháng 12 năm 2020 đến ngày 31 tháng 3 năm 2021. Ngoài ra, T&T Group và Quỹ đầu tư trực tiếp nước ngoài của Nga đã đạt thỏa thuận cung cấp cho Việt Nam 40 triệu liều vaccine Sputnik V vào năm 2021. Cả hai bên đang tích cực làm việc để xây dựng lịch trình cung cấp vaccine phù hợp với công suất điều chế của Nga và năng lực tiếp nhận của Việt Nam. Một trong những thành tựu nổi bật nhất là công ty Vabiotech đã hoàn thành xuất sắc kỹ thuật đóng chai vaccine Sputnik V và nhận giấy chứng nhận đạt chuẩn từ Viện Gamaleya là cơ sở phát minh ra vaccine Sputnik V. Trong thời gian gần tới, Vabiotech sẽ tiến hành thương mại hóa khâu đóng chai vaccine này với công suất dự kiến là 5 triệu liều mỗi tháng. Tuần trước, Nga đã chuyển giao cho Vabiotech 1 triệu liều sinh phẩm để đóng chai và toàn bộ lô vaccine này sẽ được phân phối tại Việt Nam. Điều rất quan trọng là công ty Vabiotech đã chiết rót đóng chai vaccine Sputnik V thành công. Sputnik V sẽ là vaccine duy nhất được sản xuất tại Việt Nam thông qua con đường chuyển giao công nghệ. Như vậy, những điều kiện tiên quyết đang được tạo lập không chỉ đáp ứng cho nhu cầu cấp bách về sử dụng vaccine trong nước, mà còn từng bước đưa Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất vaccine Nga Sputnik V tại khu vực Đông Nam Á. Chúng ta có thể thấy, chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tới Liên bang Nga đã diễn ra thành công tốt đẹp, hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng, cấp bách và mang về nhiều dự án tuyệt vời. Sau chuyến thăm này, chúng ta có thể khẳng định mối quan hệ hợp tác bền chặt giữa hai nước Việt-Nga và vững tin vào một tương lai Việt Nam đổi mới, phát triển vượt bậc. Các bạn nghĩ sao về vấn đề này? Hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé! Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo!